Xin chào quý vị khán giả. Dưới thời của ông chủ người Iran Fahad Mosseri, Everton đã thay đến 7 huấn luyện viên trong 7 năm vừa qua. Và ngày hôm nay họ sẽ đón chào một trong những người thành công nhất, từng thành công nhất dưới thời của ông Mosseri trở lại với sân Goodison Park. Đó là huấn luyện viên Marco Silva. Fulham cũng như Everton đều đã có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của mình để hướng đến những kết quả cải thiện hơn so với vòng đấu 30. Tình huống cướp bóng của Everton, để Black Way, Way! Cú dứt điểm đầu tiên của Everton trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống áp sát và giành bóng ngay bên phần sân của Fulham. Pha lên bóng tương đối nhịp nhàng của Everton. Bicoleco, nguy hiểm! Thoải mái so với những trận đấu khác. Nguy hiểm, Harry Wilson! Một pha bóng trôi ra đúng vị trí, đúng tầm chân của Harry Wilson. Đây là pha lên bóng nhanh có sự góp mặt của Anthony Robinson. Người đã phá bóng ra đó là Tarkowski. Đó không phải là một tình huống pha bóng an toàn của Willian. Đường chuyền nhanh, Pereira. Không được. Kenny Tete đang mang lên, vẫn là Harry Wilson. Wilson không vào. Vẫn còn Harry Wilson. Cho Fulham. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Goodison Park. Đội bóng khởi đầu không thực sự tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đội khách Fulham đã mở tỷ số. Một pha lên bóng mà Fulham đã cho thấy được tốc độ và một pha triển khai rất nhanh của mình ở bên cánh phải. Harrison Reed là người đã tung ra đường truyền. Wilson là người có được pha dứt điểm nguy hiểm. Và cuối cùng thì Harrison Reed lại là người kết thúc pha bóng này với một tình huống dứt điểm bằng chân phải chính xác. Trước đó thì Harry Wilson đã làm rất tốt trong tình huống đi chuyển cắt vào trong và thực hiện cú đá bằng chân trái. Một pha dứt điểm đầy kỹ thuật của Harry Wilson. Daniel James cũng góp mặt trong pha bóng này với một tình huống tranh chấp. Và khi bóng trôi ra đến vị trí của Harrison Reed thì khoảng trống đã mở ra rất rộng đối với tiền vệ người Anh. Quả đá phạt của Harry Wilson. Bóng. Khá nguy hiểm, cơ hội. Vẫn còn, không vào. Thực sự đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc cho Everton với cơ hội này đã bị bỏ qua. Tarkowski là người đã đánh đầu trong tình huống đầu tiên và sau đó cũng chính anh là người băng vào để kết thúc cuối cùng. Có cảm giác như Maupay đã việt vị. Thế nhưng người ta vẫn sẽ pha. Everton có thể thắng những pha bóng dài khi phải đối đầu với những cầu thủ như Tosin, Dwight McNeil và xử lý vừa rồi của Dwight McNeil. Một đều cho Everton trong thời điểm họ đang rất cần sự tỏa sáng của một ngôi sao tấn công. Sức ép từ những khán đài và sức ép từ lối chơi của Everton đã mang lại cho họ được phần thưởng. Một tình huống mà cao thủ Everton đã cướp bóng trong chân của Fulham và ghi bàn thắng gỡ hòa một đều. Idrissa Gueye là người đã tranh chấp hiệu quả và sau đó thì James Gardner là người đã kiến tạo để cho Dwight McNeil có được khoảng trống dứt điểm ở phía trước khu vực cấm địa. Một pha bóng mà McNeil đã thoát đi hay, mở ra góc sút và tung ra một cú đá hiểm hóc về phía khung thành của Ben Leno. Cú đá quá tốt của tiền vệ người Anh. Gobi khá sáng nước, khá hay. Maupay, cơ hội. Không còn, không được. Những pha phối hợp sáng tạo và hiệu quả của các cầu thủ chủ nhà. Cơ hội được dành cho Maupay. Tiền đạo người Pháp hơi chậm trong tình huống xử lý của mình. Người kiến tạo cho anh đó là Dwight McNeil. Maupay đã cố gắng thực hiện một cú dứt điểm kỹ thuật.
nhằm vượt qua được Ben Leno. Đang chờ đồng đội phối hợp. Demarai Gray. Gray dồn sang phần sân của Fulham. Gray rất nguy hiểm. Vẫn đang là Everton. Cơ hội không vào. Đó là thời cơ được trao cho Vitali Mykolenko. Mykolenko dâng cao đến tận khu vực vòng cấm địa của Fulham để thực hiện một pha leo biên. Pha đột phá của Matteo. Vẫn đang là số 7. Khá nguy hiểm, bóng đập cột dọc. Đây là pha bóng trước đó khi Dwight McNeil tạt vào bằng chân phải. Một tình huống mà thủ thành Leno đã giật mình. Daniel James rất tốt. Harrison Red. TT. William. Cơ hội vào. Sau rất nhiều cú dứt điểm thì cuối cùng Harry Wilson cũng đã có được bàn thắng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Fulham một lần nữa vươn lên dẫn trước trong một thời điểm mà họ đã gặp nhiều khó khăn trước Everton. Tất cả xuất phát từ một tình huống mất bóng, tình huống trượt chân của Demarai Gray. Fulham đã tổ chức tấn công một cách rất bài bản. Lần này thì người kiến tạo đó là Willian với một pha nhả bóng ra hợp lý ở tuyến 2. Daniel James đã di chuyển để hút người và tạo khoảng trống cho những người đồng đội ở phía bên trong. Rất nhiều khoảng trống được dành cho Harry Wilson. Thêm một lần nữa thì Everton lại thủng lưới theo một kịch bản khá giống với những gì mà họ đã để thua trong hiệp đấu đầu tiên. Không có ai theo cảm đối với Harry Wilson cả. Everton lại bị đặt vào thế bị dẫn trước. Cơ hội rất nguy hiểm. Tiếp tục là những vấn đề với Everton. Thiếu vắng Andreno Onana đang khiến cho họ không có được một người án ngữ ở phía trước khu vực cấm. Đã nhận ra vấn đề. Những điều quan trọng là ông cần phải tìm ra giải pháp. Bóng đến với Willian. Willian dứt điểm. Vẫn còn. Không được. Đó là một thời cơ thêm một lần nữa ở tuyến 2 tạo của Liverpool. Và đang tỏa sáng trước đối thủ không đội trời chung của Liverpool. Đó là một pha dứt điểm rất máu mực của Daniel James. Pha lên bóng đầy bất ngờ của Fulham. Và bàn thắng thứ 3 đã đến với các cầu thủ khách. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi hàng phòng ngự của Everton còn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra đối với khung thành của Jordan Pickford. Và khi mà Everton bị thủng lưới bàn thứ 3 thì đã có những cổ động viên mất đi sự kiên nhẫn của mình. Một pha bóng thực sự lúng túng của hai trung vệ bên phía Everton. Lỗi trực tiếp đó là của Michael Keane. Rất loay hoay trong tình huống đón quả bóng bổng. Michael Keane đã chạm bóng mà gần như mở ra một cơ hội dành cho Daniel James. Everton sẽ tạt bóng bổng nhiều hơn. Patterson. Cơ hội Dwight McNeil. Không được. James Gardner. Chris Park. Vẫn đang là cầu thủ Fulham. Nguy hiểm. Được Cogdo Vares. Daniel James rất nguy hiểm. Quả bóng vắt ngang khung thành của Jordan Pickford. Một pha bóng mà Daniel James không việt vị và cũng rất quyết tâm để thoát đi khỏi cơ hội. Sút xa, không vào. Thêm một lần nữa thì James Gardner lại có được thời cơ đá từ bên ngoài vòng cấm. Lần này thì cú đá của anh đã tốt hơn nhiều, nhưng nó vẫn thiếu một chút chính xác để có thể tạo ra được nguy hiểm với khung thành của Leno. Cú đá căng. Tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Goodison Park vang lên. Và đổi lại đó là sự im lặng khi mà đội chủ nhà Everton đã để thua trước Fulham với tỷ số 1-3.